chi tiết bên trong cái hũ kem chọn của bên shop mình nha các bạn. Thì shop mình á, kem chọn bên shop mình rất là cứng nha các bạn, nó không có hiện tượng chảy sạch nha các bạn. Và shop mình chọn kem bằng máy nên khi mà kem mình đổ vô cái hộp như thế này. Xin chào các bạn. Hôm nay shop mình xin giới thiệu đến các bạn một cái phần kem trộn như thế này nha các bạn. Thì shop mình đang có rất là nhiều cái sản phẩm kem trộn đang chuẩn bị sẵn để giao cho các bạn nè. Thì một cái hộp như thế này, kem trộn như thế này thì shop mình đã trộn sẵn cho các bạn rồi nè. Một cái hộp này có khối lượng là 400g nha các bạn. Thì shop mình đã trộn sẵn với những cái thành phần kem kích trắng, kem những cái loại kem mà chuyên để trộn kem đó các bạn. Có những thành phần như kem kích trắng, vitamin B10, kem tóc xù, kem emol, kem Z, kem thanh thảo, kem BC, kem HL đầy đủ hết trong đây nha các bạn. Thì shop mình bán với các bạn một hộp này với giá chỉ là 99.000 thôi các bạn. Khối lượng 400g giá 99.000. Thì các bạn mua về chỉ cần việc sử dụng thôi nha các bạn, không cần phải thêm bớt gì nữa. Kem này shop mình đã trộn sẵn một cách rất là hoàn hảo rồi nên các bạn mua về và khui sử dụng thôi, không cần phải lăn tăn gì nữa. Thì hôm nay shop mình nói thêm về cái vấn đề kem trộn, thì có một số bạn comment ở trong video mình nói luôn là đồng ý với các bạn. Thì bây giờ trên thị trường kem có rất là nhiều loại kem, kem của những công ty thương hiệu lớn sản xuất kem có những cái chất lượng mà quảng cáo rất là rầm rộ, nhưng mà đa phần một số khách hàng người ta vẫn tin dùng và cảm thấy kem trộn xài rất là hiệu quả, nên vẫn có một số lượng khách rất là lớn mà sử dụng kem trộn nha bạn. Bởi vì sao? Bởi vì cái sản phẩm kem trộn này nó đem lại cái cái hiệu quả mà khi mà các bạn sử dụng lên thì những người sử dụng kem trộn thì người ta mới biết thôi các bạn. Có những khách hàng người ta sử dụng những cái sản phẩm kem dưỡng da body rất là mất tiền, ví dụ như cỡ 300-400 ngàn hoặc là hơn nữa, nhưng mà cái sử dụng sản phẩm đó nó nhiều bạn có ý kiến là sử dụng không có hiệu quả, nên các bạn vẫn quay về cái kem trộn. Bởi vì kem trộn thực tế kem trộn nó không phải là cái kem mà nó cái gì nó ghê gớm nha các bạn. Thì kem trộn này cũng những thành phần kem tốt, nguyên liệu tốt trộn lại với nhau theo cái công thức và theo cái kinh nghiệm của người bán nha các bạn. Thì nên các bạn hãy yên tâm về cái chất lượng kem trộn, vì các bạn xài kem trộn thì nó cũng chẳng gây tác hại gì nếu mà những nguyên liệu kem mình trộn lên nó đạt được cái hiệu quả và những nguyên liệu được kiểm soát và cái tỷ lệ mình trộn kem như thế nào. Thì cái kem trộn thực tế sử dụng rất là tốt nha các bạn. Có một số bạn sử dụng kem mất tiền, thậm chí xài 3-4 hũ, 5-6 hũ nhưng mà cái hiệu quả không tốt. Nhưng mà các bạn sử dụng kem trộn cỡ 10 bữa hoặc là nửa tháng thì các bạn có một cái làn da rất là tốt nha các bạn. Nên các bạn mà còn e dè về kem trộn thì mình đã nói hết cho bạn nghe rồi, nên các bạn hãy yên tâm và sử dụng. Shop mình đang bán một cái phần kem trộn như thế này với giá 99.000 nha các bạn. Thì sau đây mình sẽ tiến hành cua cái hộp này ra cho các bạn xem. Thì các bạn nào có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ shop mình để số điện thoại bên góc phải video nha các bạn. Và giá này thì shop mình reship toàn quốc luôn nha các bạn. Thì sau đây mình sẽ tiến hành cua cái hộp này cho các bạn xem. Ok các bạn, sau đây mình sẽ tiến hành cua cái hộp này cho các bạn xem cái chất kem bên trong của shop mình như thế nào nha. Thì shop mình đảm bảo cam kết với các bạn là khi các bạn sử dụng cái chất kem này là kem rất là mềm mịn, thấm đều và tan nhanh vô da nha các bạn, không có hiện tượng bết dính và cũng không có hiện tượng lộ kem nha các bạn. Xức vô thì kem thấm nhanh và cái cảm giác mình khi mình xài nó rất là mềm mịn và thoải mái nha các bạn. Đây là chi tiết bên trong cái hũ kem trộn của mình shop mình nha các bạn. Thì shop mình á, kem trộn của mình shop mình rất là cứng nha các bạn, nó không có hiện tượng chảy sạch nha các bạn. Và shop mình trộn kem bằng máy nên khi mà kem mình đổ vô cái hộp như thế này thì kem mặt kem rất là mềm mịn nha các bạn. Các bạn thấy rõ ràng là bên shop mình đầu tư rất là công phu nha các bạn. Các bạn yên tâm nên khi sử dụng sản phẩm của shop mình thì chất lượng được đặt lên hàng đầu, nên các bạn hãy tự tin và sử dụng. Như nãy mình đã nói thì các bạn hãy sử dụng thử và các bạn cảm nhận cái kem mình rất là mềm mịn, thấm đều và không có hiện tượng bết dính nha các bạn. Sau đây mình sẽ thử cái độ cứng của cái chất kem bên shop mình nha. Vậy các bạn thấy rõ là cái kem mình rất là đặc và rất là cứng, nên mà cái chất kem nó rất là chất lượng nha các bạn. Không phải như những cái chất kem sạp nhão, là những cái chất kem nó toàn là pha là nó cái tỷ lệ nó không có tốt nha các bạn. Nên các bạn cần thử nè. Đây mình sẽ thử cái chất kem chọn bên shop mình nè. Các bạn thấy rõ không, kem rất là mềm mịn, rất cứng nè, rất là sạp nha các bạn. Thì các bạn hãy yên tâm sử dụng cái phần kem này. Thì nãy mình đã nói là giá này là 99.000 và free ship toàn quốc nha các bạn. Các bạn muốn trải nghiệm thử cái sản phẩm kem shop mình thì hãy nhanh tay liên hệ shop mình. Số điện thoại mình để bên góc phải video nha các bạn. Rồi bây giờ mình vừa test cái chất kem cho các bạn xem.
thì cái hũ này có khối lượng 400g nha các bạn. Rõ ràng thì chất kem rất là cứng nha các bạn, kem này đặc rất là cứng nha các bạn, cái khối lượng của nó rất là nặng. Cảm ơn các bạn đã xem video.